Kính chào quý khán giả, chào bà con đang theo dõi bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mời bà con điểm qua thông tin hôm nay. Nông dân kiếm tiền dài trăm ngàn đồng một ngày từ việc bắt ốc, hái rau đồng. Trồng nấm rơm quanh nhà, sản xuất cải tiến cho nấm an toàn, nông dân Vĩnh Long kiếm 20 triệu một tháng. Xuất xứ tên gọi của giống bơ 034, trái dài, cong, cơm vàng, hạt lép, bán với giá gấp 10 lần giá bơ thông thường. Là nước xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới, Việt Nam đang đón sóng hội nhập nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Cơ hội gạo Việt chiếm thị phần tại thị trường khó tính này. Thưa quý khán giả, nếu nông dân nuôi lươn thương phẩm vui tươi vì bán với giá cao bao nhiêu, thì hiện nay người nuôi cá lóc ở trên địa bàn của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang ngồi không yên bởi vì cá đã đến lứa xuất bán nhưng giá cá đang giảm mạnh, thương lái thu mua cầm chừng nên người nuôi đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Mở đầu thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay, mời bà con cập nhật giá cá lóc được bán tại ao của nông dân Long An và giá trứng gia cầm. Qua khảo sát một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá trứng gia cầm đang ở mức khá rẻ. Cụ thể, trứng vịt loại nhỏ có giá từ 2.200 đến 2.300 đồng một trứng, loại lớn có giá 2.500 đồng một trứng, trứng vịt lộn 3.300 đồng một trứng, trứng gà nâu có giá từ 2.300 đến 2.500 đồng một trứng, trứng gà ta có giá từ 3.000 đến 3.500 đồng một trứng, trứng cút thường 500 đồng một trứng, trứng cút lộn là 650 đồng một trứng. Các đầu mối nhập trứng không bán được hàng nên giảm lượng trứng nhập. Mặt khác, trời nắng nóng nên việc bảo quản trứng khó khăn, vì vậy tư thương cũng lợi dụng ép giá người chăn nuôi. Giá cá lóc trên huyện Tân Thạnh đang lao dốc. Trước đây giá cá lóc khoảng 40.000 đồng một ký đến 45.000 đồng một ký, giảm xuống còn 30.000 đồng một ký, nhưng thương lái thu mua cầm chừng. Nhiều ao cá lóc đến kỳ xuất bán nhưng vẫn khó tiêu thụ, khiến chi phí chăn nuôi tăng lên. Cá lớn quá lứa khiến giá sụt giảm mạnh và càng khó tiêu thụ. Trong khi giá thức ăn tăng cao, chi phí nuôi một ký cá lóc thương phẩm khoảng 32.000 đồng một ký. Với giá bán khoảng 30.000 đồng một ký, người nuôi thua lỗ khoảng 2.000 đồng một ký, chưa kể tiền thuê ao nuôi. Người nuôi cá lóc cho biết bà con chưa bao giờ phải chịu cảnh thấp thỏm lo lắng như lúc này. Nguyên nhân giá cá lóc giảm mạnh có thể là do cung vượt cầu, bởi thị trường chính vẫn là các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh, thông qua thương lái ở địa phương, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định. Trong khi người dân ồ ạt nuôi cá lóc, do chăn nuôi tự phát ngoài quy hoạch, người nuôi chưa nắm được các kỹ thuật chăn nuôi, cá bị bệnh, hao hụt nhiều cũng khiến cho việc chăn nuôi gặp nhiều rủi ro. Làm cái gì thì cũng như vậy hết, nhất là làm kinh tế nông nghiệp thì phải theo tín hiệu của thị trường, coi khách hàng mình cần gì và bán đi đâu. Chứ làm đại như hồi xưa bà con mình hay làm thì sẽ gặp cảnh dội chợ như vậy thôi. Đôi khi là không cần bỏ vốn liếng, chỉ cần chăm chỉ thôi thì nông dân vẫn có tiền mấy trăm ngàn đồng một ngày để bỏ túi. Đó là nghề gì? Mời bà con cùng xem cụ thể. Ốc bươu vàng được nông dân coi là loài sinh vật cắn phá, gây hại lúa. Nhưng có không ít hộ nghèo nhờ bắt ốc bươu vàng bán cho hộ nuôi cá mà cải thiện được đời sống gia đình. Bắt ốc, hái rau là những nghề dành cho người nghèo, ít ruộng. Bình quân mỗi ngày, khi thời tiết có mưa, nông dân đi dọc các bờ kênh, ruộng lúa cũng bắt được từ 50 đến 70 ký ốc bươu vàng. Những ngày không có mưa thì khoảng từ 30 đến 40 ký. Hiện thương lái vào tận nhà mua ốc sống chưa qua sơ chế với giá 6.000 đồng một ký. Riêng ốc đã qua sơ chế, luộc chín, tách vỏ bán được từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với tháng trước đây. Tính ra với nghề bắt ốc, hái rau, mỗi ngày, nông dân thu nhập vài trăm ngàn đồng, đủ trang trải cuộc sống. Không có ruộng đất nhiều thì bà con tận dụng phụ phẩm rơm rạ sau thu hoạch lúa để mài chất nấm rơm, nghề truyền thống rất quen với những nông dân chánh tông. Nghề này thì làm lúc nhàn rỗi, ai cũng có thể làm nếu mà chịu để ý người đi trước. Anh Bạch Martin, ngụ ở ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long đã học hỏi và quyết định là trồng nấm rơm để nâng cao thu nhập cho gia đình. Thưa bà con, đúng là chịu mần ăn thì trời không phụ lòng người. Mỗi tháng thì gia đình của anh nông dân này có thể thu về số tiền là gần 20 triệu đồng, chỉ với mảnh đất nhỏ quanh nhà mà thôi. Chỉ với hơn 500 mét vuông đất trồng, gần 600 cuộn nấm,
anh Thạch Marin mỗi tháng thu về gần 20 triệu đồng, số tiền mơ ước của nhiều người nông dân tay lắm chân bùn như anh. Là người có nhiều kinh nghiệm trồng nấm rơm, anh Marin cho biết để tăng hiệu quả, người trồng cần áp dụng mô hình trồng nấm rơm cải tiến, tức là sử dụng vỉ lót đáy để lượng rơm sát đất không bị hư, rải vôi diệt khuẩn để ngồi nấm dại tấn công, trồng thêm nhiều cây ăn trái để tạo bóng mát giúp rơm không bị khô do nắng nóng, không làm bốc hơi và không bị đọng nước ở giữa đống. Là mình làm chúng mình có bóng mát, đừng cho trời nắng quá nó dột nấm. Em trồng con chen 3 cây sầu riêng này vô với chôm chôm chua nó bự có mát. So với các loại cây trồng khác, nấm rơm rất dễ trồng, chỉ cần có ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp thì nấm sẽ sinh trưởng mạnh mẽ. Do vậy người dân không cần phải tốn quá nhiều chi phí để mua phân bón thuốc trừ sâu. Việc chăm sóc cũng khá đơn giản, chỉ cần tưới nước mỗi ngày một lần. Đặc biệt nấm rơm có thời gian thu hoạch tương đối ngắn, tính cả thời gian ủ mèo nấm cho tới khi thu hoạch chỉ dao động từ 28 đến 30 ngày. Ngoài ra nấm rơm có thể được trồng quanh năm. Cứ sau mỗi đợt thu hoạch thì bà con có thể tiếp tục ủ mèo nấm để trồng cho đợt tiếp theo. Có thể thấy, đối với nghề trồng nấm rơm, thật khó có thể đưa ra con số cụ thể về tiền lời bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, năng suất, chất lượng, giá thành. Tuy nhiên, với vụ trồng nấm lần này, anh Marin phấn khởi cho biết, mỗi ngày gia đình anh hái được khoảng từ 15 đến 20 kg, được bạn hàng tại chợ cân lại với giá dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng một kg. Sau khi trừ hết chi phí, anh lời kha khá. Trồng nấm rơm thì mình nhổ mỗi ngày vậy đó. Rồi một ngày mình được 15 kg mình đem ra chợ mình cân với chợ. Cái giá là 45 50 ngàn ký. Nếu chúng thì cũng hai mấy triệu, nó thất cũng 10 triệu, mười mấy triệu vậy. Mô hình trồng nấm rơm quanh nhà có thể nhân rộng bởi nó vừa giúp người dân tận dụng tối đa nguồn phế phẩm nông nghiệp, vừa có thêm thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế một cách đáng kể. Bà con đang theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Bà con ơi, hồi xưa thì thấy trái bơ dài dài còn lạ lẫm, chứ giờ trái bơ dài 034 quá quen rồi đúng không ạ? Hôm nay thì ban biên tập chúng tôi muốn nhắc lại một chút đặc tính và xuất xứ của giống bơ này. Trên thị trường thì có nhiều giống bơ, nhưng bơ 034 đang là giống bơ nổi trội, được nhiều khách hàng công nhận là ngon, béo. Giống này thì có nguồn gốc từ Lâm Đồng. Năng suất bơ trồng ở Tây Nguyên thì rất cao, nên đem xuống các tỉnh đồng bằng thì cây cũng dễ bén rễ xanh tốt. Mời bà con thăm vườn của một nông dân đang sở hữu giống bơ trái dài này. Theo ghi nhận, từ giữa tháng 4 đến nay, cây bơ gốc 034 của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Dậu ở thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng thu hoạch đạt tổng sản lượng lên đến 400 kg, giá bán bình quân ra thị trường trên dưới 50.000 đồng một kg. Được biết, năm 1991, 4 công cà phê đang canh tác có lẫn vào một cây bơ cao khoảng 12m, tán rộng 4m, đường kính gốc khoảng nửa mét. Sau 2 năm chăm sóc thu hoạch khoảng 50 kg trái, có hình thù dài và cong, cơm vàng, hạt lép, bán với giá gấp 10 lần giá bơ thông thường. Trái bơ này tham gia cuộc thi tuyển chọn giống bơ chất lượng cao toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2009, đoạt giải nhì, không có giải nhất. Số báo danh 034 nên từ đó đến nay được gọi là bơ 034. Từ cây bơ 034 giống gốc, hộ gia đình anh Dậu khai thác hàng năm từ 4.000 đến 6.000 mầm chồi ghép với cây con ươm hạt tại vườn để cung cấp cho nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng trồng chuyên canh hoặc xen canh. Thời gian trồng mới cây bơ 034 ghép đến khi thu hoạch khoảng 3 năm. Đến nay, huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc có khoảng 2.500 cây trên diện tích 6 hectare, năng suất trung bình đạt 100 kg một cây. Sản xuất thì bà con luôn luôn tìm tòi những giống mới để có được những giống ngon, như là trái bơ 034 sẽ giúp cho nông dân thay thế được các giống bơ cũ kém chất lượng, phục vụ người tiêu dùng. Nhưng nông dân cần đầu tư chất lượng hơn là số lượng, bởi vì muốn bán cho người tiêu dùng thì độ sạch của sản phẩm sẽ đánh giá được cái tâm của người sản xuất. Hiện nay thị trường Trung Quốc, bạn hàng lớn của chúng ta kiểm soát rất là chặt chất lượng nông sản nhập vào nước họ, thì bà con phải tuân thủ. Bộ Công Thương vừa có khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc
cần phải lưu ý việc chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Chính quyền Quảng Tây đang thực hiện nghiêm chế độ quản lý hàng hóa tại các chợ, siêu thị. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp và hộ sản xuất nông sản, thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cường giám sát chất lượng, chủ động phối hợp với các đối tác nhập khẩu, tuân thủ nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Các doanh nghiệp cần tích cực theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để chủ động trong việc đưa hàng lên các cửa khẩu biên giới, giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Khai thác nội địa, song song với giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản là hướng đi bền vững. Hạt gạo đang chuẩn bị đón sóng hội nhập từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA. Nông dân nghe tin này thì rất là kỳ vọng, đời sống sẽ khấm khá vì làm lúa bán có giá nếu được xuất khẩu nhiều vào các thị trường tiềm năng. Nhưng xét thấy, khác với các thị trường truyền thống, muốn nhắm đến thị trường EU thì cần phải đảm bảo làm ra được những hạt gạo chất lượng cao. Nông dân đang dần thay đổi cách làm cho phù hợp thị trường. Đây là ruộng lúa được cấy theo tiêu chuẩn xuất khẩu, được bao tiêu đầu ra. Mỗi công đoạn, nông dân phải tuân thủ đúng quy trình đảm bảo làm ra hạt gạo sạch và đạt chất lượng cao. Dù mới là vụ đầu tiên áp dụng quy trình sản xuất mới, nhưng nông dân đã nhận thấy ngay sự thay đổi giá trị trên mảnh ruộng của mình. Ông Nguyễn Văn Chẩm ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, hồi xưa làm bán được 6.000 đồng một ký thì cách mới bán có giá 7.500 đồng một ký mà được mua tại ruộng, không lo đầu ra. Sản xuất gạo sạch theo mô hình tập trung diện tích lớn đang là xu hướng để thay đổi giá trị thu nhập cho người nông dân. Các hợp tác xã ở địa phương đứng ra làm đầu mối hoạt động như một doanh nghiệp, thuê đất của người dân và thuê luôn người nông dân làm công ăn lương. Các doanh nghiệp cung cấp giống, thuốc, kỹ thuật để nông dân làm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng bằng sông Hồng vốn trước nay đang định vị là dùng sản xuất lúa phục vụ nội tiêu, còn xuất khẩu là vai trò của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang thay đổi tư duy này. Đặc biệt, với cánh cửa mà Hiệp định EVFTA đang mở ra, việc xuất khẩu gạo Việt Nam đi các nước EU sẽ không bị bó hẹp bởi hạn ngạch, thì lúa gạo đồng bằng sông Hồng đang đứng trước những cơ hội chuyển mình. Không chỉ ở đồng bằng sông Hồng mà nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã làm cánh đồng lớn từ rất sớm. Nông dân bắt tay với doanh nghiệp làm ra hạt gạo đúng chuẩn. Lợi thế từ các vùng sản xuất lúa của nước ta hiện nay là khi có lũ về thì phù sa sẽ có thêm, giống tốt nữa thì cây lúa phát triển xanh tươi, không cần phải phân thuốc gì. Các doanh nghiệp đang nhắm đến thị trường châu Âu cũng biết được mức độ khó về tiêu chuẩn từ thị trường này, như là nước bơm cho lúa phải không bị nhiễm kim loại nặng mới đủ chuẩn cho hạt gạo sạch. Tại vùng lúa ở đồng bằng sông Hồng mà chúng ta vừa xem thì có hai yếu tố nguồn nước và bộ giống đã đạt được yêu cầu. Định hướng từ năm 2023 đến năm 2025, chúng ta sẽ khẳng định được vị thế gạo xuất khẩu. Châu Âu là thị trường có yêu cầu chất lượng cao, vì vậy các doanh nghiệp, người sản xuất phải làm ra được loại gạo đáp ứng đúng phân khúc thị trường cao cấp thì mới tận dụng được cơ hội xuất khẩu đến thị trường này. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm, dù tiêu thụ gạo ít nhưng EU lại yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Vì thế chỉ có hai mặt hàng có lợi thế xuất khẩu đi châu Âu là gạo đặc sản và gạo hữu cơ. Điều mà doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần là phải đạt chuẩn châu Âu, được chứng nhận bởi những tổ chức độc lập có uy tín. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gạo vốn không phải là mặt hàng chiến lược tại thị trường châu Âu, nhưng với EVFTA đã mở ra cơ hội lớn hơn. Đây là cú hích cho phân khúc gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao, là phân khúc mà chúng ta đang tích cực triển khai. Có cơ hội tốt thì khai thác để chiếm thị phần. Điều này dành cho những doanh nghiệp lớn, uy tín và có tầm nhìn cho hạt gạo Việt. Bà con thì vẫn luôn hy vọng lúa gạo Việt Nam được vươn xa, nâng cao giá trị. Đến đây chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con vào bản tin ngày mai.